Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa nhiều. Nguyên nhân là bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới ở phía Bắc Biển Đông, khiến cho gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh dần lên cả ở vùng biển và trên đất liền, gây mưa nhiều nơi. Cụ thể là tính từ tối qua cho tới giờ thì nhiều nơi ở Nam Bộ đã có mưa, trong đó có Kiên Giang với lượng mưa là 160mm. Còn ở các nơi khác, lượng mưa trong khoảng từ 61 cho tới 92 mm. Dự báo là từ đêm ngày hôm nay đến 19 tháng 9 tức là vào khoảng thứ 5 của tuần này thì ở khu vực nam bộ sẽ có mưa ở nhiều nơi. Mưa vừa và mưa to xảy ra phổ biến hầu khắp ở các tỉnh thành, có nơi mưa rất to, lượng trên 150 mm. Quý vị cần phải đề phòng với lốc sét và cả gió giật mạnh cũng như là tình trạng ngập úng xảy ra các khu vực đô thị hay là những nơi sống ở khu vực ven sông trũng thấp. Quý vị nào ở khu vực thường xuyên bị ngập úng thì nên kê cao đồ đạc và đồng thời phải ngắt nguồn điện. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải kiểm tra các thiết bị điện như là công tắc hay là cầu dao ở trong nhà trước khi sử dụng. Do mưa nhiều cho nên là nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ không cao. Cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác trong ngưỡng là khoảng 28 cho tới 31 độ C. Còn với thành phố Phú Quốc thì dự báo đêm nay và ngày mai sẽ có mưa bất chợt, có lúc còn có mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày mai không vượt quá ngưỡng là 28 độ C. Chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho tới Cà Mau và Cà Mau Kiên Giang dự báo là đêm ngày hôm nay và ngày mai có mưa dông, có thể kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cũng mạnh ở cả hai vùng biển này, cụ thể là ở Kiên Giang và Cà Mau có gió cấp 5, cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, còn ở vùng biển Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu có gió khoảng cấp 6, cấp 7 giật cấp 8, cấp 9 biển động.